khi bom nổ Lâm Chèo nổi gắn bắn xà tha thì ông nội em mới sinh, cho nên từ chỗ đó mở đây đó. Khùng cá tiên kêu dân ơi hỡi hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầm, đến loạn ly khỏi hạnh khỏi khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật ở bờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình lên trên các đấng quyền di tổ và thầy, hôm nay con đủ nhân duyên lành trở về đây gặp chú Ba đang trao đổi một số đạo pháp. Vậy trước đây là chú Ba, rồi con xin hỏi là cái lời văn của thầy nhờ chú Ba chia sẻ, giống như là thầy nói là lúc này thế giới bi ai, vậy chú Ba hãy chia sẻ cho con và bà con khán giả biết về đề tài này chú Ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước, kính thưa quý vị có nhân duyên như tôi trên màn ảnh nhỏ trong mấy năm qua, và kính thưa quý vị thì hôm nay mấy em YouTube là vì cái tinh thần là muốn phổ truyền chánh pháp của Phật, của thầy, các vị thánh hiền để đưa lên trên mạng hầu giúp đỡ tất cả bà con mình ở trên trái đất ai cũng đều thức tỉnh đi tu hành. Nên hôm nay vì vấn đề tôi công chuyện là tối ngày là từ thuốc men cho đến công việc từ thiện thì không có thời gian tĩnh tu hay là nghiên cứu học hỏi thêm nhiều diễn đề của Phật, của thầy, của Bồ Tát Thanh Sĩ hay ông Ba Thới. Vì vậy mà do cái sự học biết của tôi trong những năm qua và sự kinh nghiệm trong cuộc sống mà đem ra trình bày, cho nên với những cái clip của tôi đưa lên YouTube, mong rằng tất cả quý vị cao niên cao đồ của tổ thầy, những hàng trí thức trong nước và thế giới, quý vị cũng thông cảm cho. Thì kính thưa quý vị thì trong cái thời gian gần đây thì quý vị trên mạng luôn luôn nó nổi bật về vấn đề cái cuộc bạo lực ở bên Libya và đồng thời cái động đất của Maroc. Thì kính thưa quý vị, vậy thì hiện nay diễn về những cái thảm họa ở bên Libya là tôi nghe đài thế giới bình luận là vấn đề nước Libya nó cũng đang tranh chấp về nội bộ, cho nên chiến tranh nội chiến của nó cũng đang là khủng hoảng. Và cái trận bão vừa qua là bởi vì nó nói rằng ven biển của Libya ít khi nào bị bão lụt, cho nên hai con đập đó nó làm với tính cách là bán kiên cố. Vì vậy mà cái cơn lụt khủng hoảng nó đi qua là hôm trước thì thống kê nó có thể 10.000 hoặc 20.000, thì bây giờ các cái mạng không biết chính thức hay không có thể lên hàng trăm ngàn. Vậy thì coi như là nhà lầu 5-10 tầng đều sập và tất cả những cái ngôi nhà nhỏ cũng đều tiêu hủy và người chết trôi ra biển, nói chung là cái số lượng khủng khiếp. Vậy thì coi như thống kê sơ bộ thì có thể lên cả trăm ngàn. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì ở đây là Libya nó kính cách là những cái ngày tháng đối với Maroc thì chỉ có 1-2 tuần, coi như là Maroc có bị là sụp đất, bị động đất. Như vậy thì quý vị mình cái thảm họa của Maroc nó cũng nhà phố sụp đổ và người chết cũng là mấy chục ngàn, cái số lượng thống kê không chính xác là nó cũng không bằng Libya. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì hiện nay diễn đề cái cuộc tàn sát chiến tranh là bên là Nga và Ukraine thì coi như nó tiếp diễn gần 2 năm. Vì vậy thì bây giờ bà con mình thấy rằng ở bên đất nước Libya thì coi như nếu ai làm dân nước Libya giờ đây cuộc sống nó không được bình yên, là bởi vì quê hương của là tổng thống là Liki là nó dài quá cho nên không nhớ rõ, tức là ông Senki Siki gì đó.
là quê hương của ông. Đôi khi vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó không ngã ngũ, cho nên đôi khi có những cuộc phản công của Ukraine rất mãnh liệt, làm cho quân đội Nga chết la liệt, và cũng như hạm đội Biển Đen của Nga là những hạm đội có tầm cỡ quốc tế, mà lâu lâu cũng bị Ukraine nó bị đánh chìm bằng xuồng không người lái. Rồi Nga nó tức giận, nó phóng tên lửa về quê hương của Tổng thống Zelensky, để coi như liên tục làm cho quê hương của Tổng thống Zelensky đó là tan nát hết. Vì vậy thì quý vị mình nếu ai là hiện nay ở nằm đất nước Ukraine thì quý vị không bao giờ bình yên, có nghĩa là không biết là Nga nó phóng tên lửa vào cái vấn đề đất địa của mình và nhà cửa mình giờ nào, cho nên bên đó dân đang sống trong cái nỗi lo âu sợ hãi. Thì cuộc chiến tranh đó nó làm cho Nga là các đài mạng của thế giới báo là 250.000 đã được quân Nga. Như vậy thì binh lính của ta thì chết chứ cũng 150.000, vậy thống kê hai bên là 400.000. Như vậy thì cái cuộc động đất của Maroc và chiến tranh giữa Libya chưa đầy 200.000, cho nên vậy mà người ta đang khủng khiếp. Còn cái vấn đề giữa cuộc chiến tranh Ukraine và Nga kéo dài gần 2 năm, chết gần 400.000 mà người ta không quan tâm là bị gì. Nó kéo dài tới 2 năm và đồng thời mỗi ngày chết vài chục, đôi khi vài trăm. Còn cái này đứng không nó ầm xuống chỉ trong vòng là 24 tiếng đồng hồ, là đất nước Maroc chết gần cả trăm, rồi Libya chết cũng cả trăm. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn mà nó chết với cái số lượng quá đông. Giờ hơn nữa chiến tranh Ukraine với Nga thì mỗi một ngày bị bom đạn nó bắn vào trong con người chết, bị bể gan bể phổi, cái đó một ngày vài chục người, cho nên đưa trên mạng quốc tế người ta không ghê tởm bằng cái vấn đề giữa thằng Libya với vấn đề là coi như Maroc. Là bởi vì bà con thử nghĩ là hôm trước núi Cấm mình là đá nó lăn xuống đè cái chiếc xe 7 chỗ, chết có 53 người, mà bể ốc nhăn ra ngoài cái con đường lên trên là núi Cấm đó, là mấy du kích công an xã Quan Hảo có tới chứng kiến thì nó văng ra là coi như giống như sữa bò mà mình chế đầu này chút đầu kia chút, nên vậy mà làm cho cái dân du lịch trong núi Cấm cũng kinh tâm tán động với số lượng 53 người chết, mà cục đá nó đập vô ốc văng ốc ra vấn đề là lảnh gảnh trên đường về núi Cấm. Như vậy thì có 7 người thôi, 60 người mà làm cho cái tỉnh An Giang, những tỉnh lân cận rất là ghê tởm trong cái cuộc đá lăn cách đây vài năm. Như vậy thì cái cuộc mà động đất Maroc á, như vậy là trên thống kê gần cả 100.000, mà trong đó thì cái vấn đề đất với đá nó đè ở trong đó nhập cuộc có là coi như là đè như miếng là miếng dán mỏng, có kẻ được bể đầu, có nghĩa là kẻ gòi ốc, có kẻ văng mắt, có kẻ le lưỡi, có kẻ đứt ruột, có kẻ gãy giò. Cho nên với cái số lượng kinh khủng là gần trên cả 100.000, mà trong gia 12 tiếng đồng hồ mà đau thương như thế, như vậy thì làm cho thế giới rất kinh tâm tán động. Vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì ở đây về vấn đề thế giới hiện nay là tôi thiết nghĩ rằng đối với bà con mình nếu không phải là người tu thì trong cuộc sống này ai khi mà cha mẹ đẻ ra đến lúc lớn khôn là vào trường đại học, ai cũng có cái văn bằng đại học, và bên kiến trúc, bên nông nghiệp, kỹ sư nông nghiệp, bên gì vấn đề điện toán, bên cơ khí, thì ai cũng có cái sự tự hào là chúng ta sống trong một cuộc đời đang êm ấm hạnh phúc là ngon lành. Nhưng mà theo con ngựa thế gian, ai cũng làm sao tìm cho mình có một cuộc sống bình an trong cuộc đời. Nhưng mà quý vị mình thử nghĩ, trong 2 năm qua thì coi như giữa chiến tranh Ukraine và Nga nó làm cho con người nói chung trên trái đất này là coi như là bi thảm. Vậy quý vị mình thử nghĩ là sông ơi này, tôi cũng bắt đài đám tài xuống núi và các cái đài của Tony, thì coi như là cái cuộc viếng thăm bên Hà Nội của Joe Biden, là vì hiện nay Trung Quốc á, là coi Đài Loan nó là một tỉnh ly khai, và cũng Việt Nam cũng là đàn em của cái vấn đề Trung Quốc.
Vì vậy mà từ xưa đến giờ cả ngàn năm là Việt Nam giữa Trung Quốc, là lúc nào Trung Quốc là cũng kiềm lái nước Việt Nam và đồng thời coi Việt Nam là một tỉnh ly khai, coi nước Việt Nam là đàn em. Cho nên vậy mà bất tuân phụng mệnh, là coi như lúc nào Trung Quốc nó cũng là phụng mệnh của vấn đề Việt Nam, phụng mệnh cái vấn đề Trung Quốc. Nhưng gần đây vấn đề tổng thống Mỹ Joe Biden qua đến nước Việt Nam để ban giao một cách nồng nhiệt, là coi như nâng tầm quan hệ đến là chiến lược toàn diện. Cho nên vì thế mà cái vấn đề là tôi nghe Tony nói và các cái đài quốc tế bình luận, Trung Quốc muốn trả thù Việt Nam vì vấn đề hai bữa nay nó ngưng toàn bộ trái cây qua Trung Quốc vì lý do là trái cây Việt Nam không đủ chất lượng. Cho nên vậy mà các tỉnh là coi như từ Bắc tới Trung Nam mà đang là có hàng trăm container nó đang chuẩn bị qua Trung Quốc, nào là chuối rồi thanh long rồi vấn đề mãng cầu rồi vấn đề là coi như sầu riêng. Thì coi như là mỗi một lần mà Trung Quốc ngưng ăn trong vòng nửa tháng thì cái tiêu hao cái vấn đề ngân sách của Việt Nam nó tính ra là mấy chục tỷ, và thiệt hại nhà vườn không biết bao nhiêu ngàn nóc da và bao nhiêu cái công ty mà cái vấn đề là mấy cái trại thu mua cái vấn đề nông sản của Việt Nam. Như vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây tôi thiết nghĩ rằng đối với cuộc sống thế gian ở cảnh tiên cõi Phật là con người trẻ mãi không già, mạnh hoài không đau, sống hoài không chết, vui mãi không buồn. Các chư tiên tam dạo từ cung trời này qua cung trời nọ, cảnh thì đẹp như tiên mà người đẹp như tiên, mà người nào cũng hạnh phúc, người nào ấm no hạnh phúc, cơm no máu, người nào cũng đầy đủ vật chất đi thu hưởng. Trong khi trái đất của chúng ta hiện giờ là coi như là sau khi giữa chiến tranh Ukraine và Nga đánh chưa đầy 2 năm, là các nước cường quốc châu Âu là coi như là cái sườn của quả địa cầu, nó tạo ra cái nguồn vật chất để cung ứng cho năm châu sống trong cuộc sống phồn vinh. Nhưng do chiến tranh Ukraine và Nga, 30 nước của NATO đã tiếp Mỹ trong cái vấn đề viện trợ Ukraine đến Nga, cho nên vậy ngân sách quốc gia nó tiêu mòn, và cái cuộc củng cố kinh tế vô phát triển thì nói chung là mấy cái anh chấp mau đầu nọ não đó anh không có lo, vì nữa là lo chiến tranh rồi nữa lo kinh tế, cho nên vậy mà làm cho cái cuộc sống trên trái đất của chúng ta nó đang tụt dốc là u. Vì vậy mà hôm nay vì vấn đề là chiến tranh ở bên kia giải quyết chưa xong, thì bây giờ bà con mình thấy là bão ở Trung Quốc nó tiêu hao cái vấn đề nhà cửa lầu phố và tài sản, bão Hồng Kông nó làm cho lầu phố tiêu tan, người chết và tài sản, cháy rừng ở Mỹ và bão ở Mỹ coi như là chưa ổn định, thì tới cái vấn đề là coi như động đất ở Maroc và cái vấn đề bão ở Libya. Như vậy thì bà con thử nghĩ rằng trong cái cuộc sống trên trái đất chúng ta có chồng có vợ hạnh phúc là khi nào ông chồng đi bên lao động nước ngoài tháng 100-200 triệu gửi về vợ con Việt Nam, hay là gả con Đài Loan cuộc sống mình nó ổn định tháng gửi về cha mẹ vài chục triệu hoặc năm vài tỷ để cất nhà mới đổi đời. Như vậy thì ai nếu ai gả con lên Hàn Quốc thì cũng mong như thế. Như vậy thì trong cuộc sống này ai cũng muốn làm sao có một cuộc đời mình bình ổn, tức là kinh tế ổn định, gia đình chồng vợ thuận hòa, con cái học hành đạo tin tới chốn. Nhưng mà hiện nay vì vấn đề tình hình của thế giới nó là các cường quốc anh lo chiến tranh cho nên không lo diễn đi kinh tế, cho nên vì vậy mà trên hơn nửa trái đất bây giờ đang lâm vào cảnh nguy nạn. Nên vậy mà tôi điện tất cả những anh em quen trước đây ở Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, khi ở quê nhà không có ăn chuyện làm, kéo cả vợ chồng con lên trên đó mấy chục năm nay rất ổn định, một tháng dư từ 10 triệu lên, cho nên người nào ở trên 20-30 năm thì họ có thể dư từ 500 triệu tới 1 tỷ gửi về gia đình, cất nhà hoặc mua đất thêm. Vì vậy thì trái đất chúng ta đang sống trong cuộc sống bình bồn yên trong mấy năm qua, các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Mỹ đều lo phát triển kinh tế và giúp đỡ những nước nghèo có những công nhân đi qua lao động để tạo điều kiện cho họ có cái đồng là đô la để gửi về quê hương. Cho nên vậy mà 2-3 năm trở đây
thì quý vị bị cái trận dịch của bên Vũ Hán ở Trung Quốc nó lan diễn cả trên toàn cầu, làm cho thiên hạ chết chóc, nói chung ghê tởm, thân mạng điêu tàn, rồi có những cái tháng cách ly làm cho cái vấn đề tổn thất diện về kinh tế. Cho nên vậy mà trong cái đợt dịch vừa rồi, nói chung Trung Quốc không biết tiêu hao cái vấn đề tiền bạc là bao nhiêu, nhưng đối với Việt Nam mà mấy tháng giãn cách đó, xã hội đó, theo tôi biết là cái vấn đề kinh tế có thể suy sụp đến nỗi mấy chục phần trăm. Vậy thì cái cơn dịch nó đi qua tạm ổn, nhưng khi tới cái chiến tranh Nga Ukraine bây giờ nó ảnh hưởng cả toàn cầu hơn cái trận dịch, là bị sao vậy? Là bởi vì cái vấn đề mỗi ngày, cái vấn đề Mỹ, Anh, Đức, Pháp là phải phát triển kinh tế bằng cách là phát triển về khoa học, phát triển kỹ nghệ, phát triển về vấn đề nông nghiệp. Cho nên vậy kỹ nghệ thực tế biến ra cái vấn đề tàu thuyền, cái vấn đề khám phá vũ trụ không gian, còn khoa học là tìm ra những cái loại thuốc để trị bệnh con người cách hữu hiệu, còn nông nghiệp là làm sao sản xuất cây trái ở trong quê hương mình dân đủ ăn thì đi sản xuất các nước thế giới. Cho nên vậy mà gần đây thì cái vấn đề là khoa học kinh tế xã hội cộng với cái vấn đề lương thực đang tụt dốc, là bởi vì hàng Nga, hàng Anh, Đức, Pháp, Mỹ nó không còn phát triển diện về khoa học đi lên, bởi vì đi tới cung trăng tới sao Hỏa là cùng đường. Thứ hai là vấn đề bệnh thuốc men đó, là không tìm ra những cái loại thuốc hay mà đối với cơn bệnh dịch 19 á thì làm cho trái đất chết nói chung không biết bao nhiêu triệu, nhưng mà thuốc trị bây giờ cách hữu hiệu 100% thì chưa có. Còn cái vấn đề sản xuất nông nghiệp thì coi như đó, hạn hán ở bên là Ấn Độ chết mấy trăm người trong cái nắng hạn vừa qua. Còn cái vấn đề cái thằng châu Phi thì do không có đạo đức hay không biết, có những nước hạn hán nói chung là coi như dài ba năm không có hột mưa, cho nên châu Phi khi khao quý vị mình mà quay cái cuồng phim gì vấn đề châu Phi thì coi như người nó chết la lết, con mít nó chỉ còn có cái sọ không à, không có sữa bú, không có ngũ cốc để uống. Như vậy thì cái vấn đề hạn hán nó làm cho châu Phi điên đảo đảo điên. Cho nên như vậy bây giờ đây á là chiến tranh nó làm cho tất cả các nước châu Âu cũng như châu Á đều là ảnh hưởng vì vấn đề chiến tranh mà không có phát triển gì kinh tế. Cho nên vậy mà chẳng những không phát triển mà bị tiêu hao, cũng như những năm qua cái thằng Una nó theo Mỹ chỉ có vài năm mà nó thành một cái cường quốc châu Âu, là bị vì ngũ cốc nó đứng đầu thế giới, không biết đất nó là sung túc như thế nào, nhưng mà các cái vấn đề đài báo thế giới cho biết là thằng Una là cái nước sản xuất ngũ cốc đứng đầu thế giới về vấn đề lương thực. Cho nên vậy mà hôm nay giờ đây quý vị cũng thấy ở trên toàn cầu của chúng ta là tất cả cái ngành nghề đều đứng sững không phát triển. Cho nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ là trong cuộc sống đất địa Việt Nam nói riêng, nãy giờ tôi bình định về thế giới diễn về cuộc sống đất địa Việt Nam đồng bằng sông Cửu Long, tôi điện những người quen ở Đồng Nai như Bình Dương đó, là có quen chú Bỉ Búa ở trong Nam Quề đây, là mấy giờ đầu năm trước đi ghe cũng tạm ổn, sau khi đi ngoài Bình Dương mấy năm nay vợ chồng cũng ổn định. Tôi điện quan kia lộn số Bỉ Búa tới sập mà Bỉ Búa ở Nam Quề, cho nên vậy anh ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lỡ điện rồi tôi nói sao chú Bảy cái này sao bình yên xong anh bơi cả này anh thang một tuần làm có 3 ngày anh ơi, còn 7 ngày còn 7 ngày mà 3 ngày làm 4 ngày không. Cho nên vậy mà tôi nói vậy sao, cái chú Bảy nó nói từ chết chứ bị thương anh ơi. Cho nên vậy mà cái chú qua YouTube Mỹ Quân này đây hỏi cô vợ tâm sự sáng trước đây làm nghề gì, là cái nghề nói chung là thợ hồ, là lên tới thầu cất được nhà cấp 4, cấp 5 gì đó, coi như mấy năm gì trước là người ta kêu đến nỗi mình coi như không kịp thở, mà năm nay thì coi như lâu lơ lắc có căn nhà. Chứ nói lúc này đó dân chúng bây giờ chữa dạng chết vô hòm cho ông đi theo tiền đâu cất nhà. Cho nên vậy kính thưa quý vị, thì bây giờ ở đây đó tôi thiết nghĩ rằng bây giờ đó bà con mình ở đây là trong cuộc đời ở nông thôn này, theo tôi thiết nghĩ đó, nếu quý vị mà không lo tu đó thì để thầy là đón gót gước mình trong ngày long qua đại hội, thì quý vị cũng giống như là cái trái pháo nổ từ từ, cũng giống như cơn bệnh ung thư coi như tới hồi vĩnh biệt. Nên vậy quý vị bây giờ theo cuộc sống ngày đó, tôi thấy bây giờ mấy năm nay
các nước trên thế giới diễn về chiến tranh, diễn về hạn hán, diễn về thiên tai địa ách, mà cái ngành lúa gạo nó bị xuống dốc. Cho nên vậy tôi tạm thấy Việt Nam mình về đứng vững là mấy ông làm nông nghiệp. Chứ còn bây giờ đó mà mấy ông nông nghiệp cũng không thể kéo đất nước Việt Nam đi lên được. Bây giờ Tiền Giang, Long An, Bến Tre thì bây giờ cây trái nó rẻ mục rồi, thiếu nợ ngân hàng lúc đầu luôn. Gia đình nào bây giờ tôi cũng biết rồi, cái dùng cây trái bây giờ thiếu nợ ngân hàng hết. Thì quý vị hàng ngày đó, tiền mà quý vị ăn cơm hàng bữa đó là tiền nợ ngân hàng. Quý vị mình đường bột ngọt, tương trao này kia ăn hàng bữa đó cũng tiền là cái vấn đề ngân hàng. Rồi quý vị mình mà sống xe đổ xăng đi tới lui đó cũng tiền ngân hàng. Như vậy thì quý vị mình nếu trường hợp cây trái không có giá, quý vị xài tiền là ngân hàng không à, mà 2-3 năm quý vị còn chịu đựng được, 5-7 năm sau quý vị mình tiền ngân hàng xài tới 5-7 năm sau rồi quý vị mình sao, quý vị chết ngân hàng cũng đi luôn chứ không lẽ giờ ngân hàng còn sống. Như vậy thì bây giờ ở đây tôi hoạt động gần 5-7 năm rồi đó, ở vùng Kiên Giang là coi như đó đánh về biển đó thì coi như là thua lỗ, về không đủ tiền chia nhân công. Còn mấy người nuôi tôm nuôi cua đó bây giờ 10 người lỗ 9. Cho nên vậy mà ăn uống hàng ngày cuộc sống của họ cũng là tiền ngân hàng đó. Như vậy thì ngân hàng cũng nhờ dân gửi vô rồi lấy đó cho lời ra, rồi lấy tiền lời vô để làm ngân sách quốc gia. Mà bây giờ ngân hàng đó, dân bây giờ nó thiếu nợ, đến nỗi là ngày nào cũng thiếu nợ ngân hàng hết. Như vậy thì cái ngân sách của ngân hàng ở đâu còn nữa. Mà nếu trường hợp ngân sách ngân hàng không còn nữa thì quý vị đi lấy đất của dân, lấy nhà cửa của dân. Mà lấy cửa nhà của dân thì bây giờ tôm nuôi không lời, cua nuôi không ai, không có ai thắng. Rồi cây trái không có giá, rồi ngân hàng lấy nhà, lấy đất dân để làm gì. Cho nên đây là cái cuộc thảm họa cho nhân loại của chúng ta trong bước những bước đường sắp tới. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy đã than thở với tất cả chúng sanh trên trái đất này đó. Sở dĩ ta năm 39 ra đời, mở đạo cứu đời, đánh lên tiếng chuông cũng cảnh tỉnh trần gian này là cuộc đời sắp tận thế. Là bị sao vậy? Là bởi vì chúng sanh á bây giờ là nói chung là quá tệ. Cho nên vậy mà tôi coi cái mạng qua nay đây, có hai người nào tên Liêm tên Thủy gì đó, người ở Cà Mau, người ở thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với nhau diễn về câu móc những hoa hậu chân dài bán cho mấy thằng đại gia, vậy là một đêm 100 triệu, 70-80 triệu gì đó. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, trái đất này bây giờ ngày xưa cách đây 100 năm ông bà mình có khi nào có cái đường dây mãi dâm không, có khi nào lựa người đẹp mà bán cho mấy cái thằng có tiền không? Cho nên vậy mà bây giờ cái đó là cái thảm họa của nhân loại. Bây giờ bà con mình thử nghĩ, tôi quen với chú này chú kia, cái tôi hỏi tâm sự với cái chú thợ tiền chế đi với tôi ngày kia ở Bạc Liêu đây, trong xóm chú tôi thấy có cái nhà cắt cũng 500-700 triệu à. Cái tôi hỏi vậy chứ trong nhà đó làm gì ăn khá, cắt nhà ngon vậy? Nó có 3-4 đứa đi làm ăn mà có 1 đứa gái Úc. Tôi hỏi nó đẹp hay xấu? Nó đẹp. Vậy thì con nhỏ đó giúp nó về cái nó cho nên vậy mà ở đây đó, ở xóm tôi mà tôi thấy con nhỏ gào chừng 20 tuổi, 18 tuổi lên mà đẹp, cái đi làm ăn thời gian cái đem tiền về 500-700 triệu cho anh mua đất cất nhà. Không ai, cha mẹ cũng không hỏi không hỏi con làm ăn cái nghề gì, mà sống tiền cũng không điều tra nhỏ làm ăn nghề gì. Mà tôi nói từ 18 tới 20 mấy tuổi có sắc đẹp mà đi làm ăn thời gian có 2 năm đem về 500 triệu. Cho nên tôi nói chỉ có nghề làm bỉ bán mình chứ có nghề gì mà tiền đâu mà 18, 20 tuổi có 2 năm đem về 500 triệu nữa để. Cho nên vậy tôi nói thằng xóm tôi đi bán cái thân nó bán đồ này bán đồ kia, lâu lâu gặp thằng đại gia cái nó cho được mớ. Nó bán cho thằng đại gia cái nó gom được mớ. Như vậy đó 2 năm nó mới đem về cho cha nó 500 triệu với dùng thứ phụ nữ. Làm gì 2 năm về cho cha mẹ 500 triệu. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì cái xã hội này á, là cách đây 2 tuần là Châu Phú rủ tôi đi ra ngoài Bình Dương để trao tiền cho thằng chồng nó chém con vợ 17 dao mà 7 dao vô cửa mình banh như tương hột mà mình đậm vậy á. Cho nên vậy mà ở đây quý vị mình thử nghĩ, cách đây vài trăm năm về trước khi nào mà chồng á nó đâm con vợ kiểu đó không quý vị? Nên vậy mà có ông nghe mấy Việt Kiều ở nhà tôi đây à, là ông nói bên Mỹ đó quýnh đàn bà phạt tay đó là coi như cảnh sát tới nhà nó giam 3 tháng, chừng nào mà người phụ nữ đó nói thả giùm tôi thì Mỹ nó mới thả. Cho nên bên Mỹ nó coi người phụ nữ giống như ông trời con à. Còn bên Việt Nam đó, chồng nó quýnh vợ nó còn hơn là quýnh trâu nó, còn hơn quýnh bò nó.
quýnh tay chưa đã, nó lấy dao lấy búa nữa đập đầu. Cho nên vậy, kính thưa quý vị, như vậy thì cái xã hội hôm nay đi đến cái giai đoạn là quá tệ rồi. Vậy vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ theo tôi xét nghĩ đó, là Đức Phật sở dĩ thành Phật là nhờ ăn chay, còn Đức Thầy ra đời chủ trương cũng ăn chay, nên vậy mấy năm Đức Thầy còn đi miền Đông. Hôm nọ Đức Thầy chung vô buồn ngủ á, cái buồn lứ, cho nên mấy mũi cắn vào thầy đi, tín đồ mới nhảy vô bắt mấy mũi đập. Thầy nói đừng có đập, nó cũng con người ác quá, đầu thai là mũi đó. Vì vậy mà quý vị mình thấy thầy thầm tha con mũi. Vì vậy mà chủ trương của Đức Thầy muốn dạy đạo cứu đời, đưa con người ở cõi hạ quan này qua thượng quan làm tiên, trước tiên là phan chay trường. Cho nên trong 10 điều ác Đức Thầy dạy một sát sanh đó. Cho nên vậy mà lúc mới năm 59 Đức Thầy mở đạo thì kêu tín đồ ăn chay kỳ, rồi bị gì ăn chay trường, lúc đó ăn chưa nổi. Mà Đức Thầy nó ăn chay kỳ là nấc thang đầu của cái nấc thang ăn chay trường. Cho nên Đức Thầy mở đạo năm nay 84 năm rồi, mà có người nào còn ăn chay kỳ đó là người đó nói chung là tới số tôi mạng à, bị học hoài lớp, nói chung là chẳng những thầy đuổi đi mà còn cha mẹ đánh tơi bời luôn. Con người thế gian sở dĩ Phật sợ rằng con người bị đọa địa ngục làm trâu làm bọ làm chó làm ngựa, cho nên Đức Thầy bắt buộc ăn chay. Mà năm 39 sở dĩ không kêu tín đồ ăn chay trường là bị năm đó là coi như trâu bò chết đầy đường, ăn trâu bò làm cơm mà bắt tín đồ ăn chay kỳ, lúc đó học chay trường không ai theo quả hết. Cho nên Đức Thầy ăn chay 4 bữa. Năm nay 84 năm trôi qua, nếu người nào hòa hảo có lòng từ bi đó, giờ đang chay trường trên 30-40 năm hết rồi. Thì bị mỗi năm lên mỗi lớp thì 4 ngày, năm sau lên 6 ngày, năm sau lên 8 ngày, năm sau lên 10 ngày. Như vậy Đức Thầy mở đạo 10 năm sau tính đoạn chạy trường hết rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì hiện nay đó, cái ngày mà Đệ Tam Thế Chiến là bom nguyên tử nó hủy diệt cả trái đất này ra thành tro bụi đó, là không đầy 5-3 năm nữa. Như vậy thì ở đây cái cuộc lâm phàm Đức Thầy năm nay 84 năm rồi, mà đây tới đó không đầy 5-3 năm nữa là chiến tranh nguyên tử sẽ hủy diệt trái đất. Mà tất cả những người nào không đủ đức đó, thì đủ phước đó, thì bị trận nguyên tử này đốt ra thành tro bụi hết. Như vậy thì bây giờ có số tín đồ hòa hảo như tôi ăn chay năm nay 49 năm. Cái làng Mỹ Hưng của hai em này á, là quy phim đây nó là con bên đó cũng có số người ăn chay trường trên mấy mươi năm luôn. Cái làng Nhân Mỹ, cái làng Mỹ Hồ Đông, cái làng Hòa Hảo, làng Thốt Nốt, làng Tân Lộc ở dưới á, ăn chay năm nay là có người ăn trên 70 năm, có người ăn 50 năm, người ăn 30 năm. Như vậy thì cái số người ăn mặn bây giờ còn đầy dễ trên trái đất này, bây giờ còn có khoảng 80% không ăn chay được. Như vậy thì thiên đình tới cái ngày tận diệt mấy người này đâu có thiên đình đâu có tha đâu. Mà không phải ông trời ông giết chúng sinh, mà tại vì con người giết con người, con vật thì con vật nó đòi mạng thì thiên đình cũng phải chịu bó tay luôn. Cũng như cái thằng là Hải Dương ở ngoài Bình Dương nó giết 5 người đêm là coi như bên vợ sạch sẽ. Cho nên tòa kêu án là cái vấn đề án tử hình. Ông nậu tôi mà cứu có chủ tịch nào dám ra can gián không? Tôi quất cái chủ tịch nữa luôn, thấy không? Cái tội giết người 4 người lượt trong đêm mà cha nào dám xin. Còn con người bây giờ ăn mặn từ 11, 12 tuổi tới 6, 70 tuổi, tính ra tôm lươn cua này tàu binh mà chở á, à, chắc đầy cái biển luôn á. Như vậy là thiên đình nào nhảy ra xin. Cho nên vậy khi bơm nổ, lâm chèo nổi, gắn băng xà tha thì ông nổi ai mà xin. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây đó là Đức Thầy nói lực nhân quả Phật là cao diện xúc cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm chuyện thẳng ngay, cứ bệnh chi có ngày thông thà. Như vậy lực nhân quả nghiêm minh. Như vậy thì bây giờ trái đất này quý vị mình á, lý do làm sao bên ly ba a tự nhiên nó chết là cả 100.000 người trôi ra biển, là bởi vì bên đó là cái số dân ở biển đó bắt mỗi ngày nói chung là tôm cua lươn gắn mấy ngàn mấy triệu con luôn, mấy một năm mà bao nhiêu triệu con, bao nhiêu triệu con thảy vô nồi luộc, bao nhiêu triệu con để trên dê lên chảo chiên, bớt bao nhiêu con mà đưa vô họng mình nhai ngổn ngoãn, mình không than trời trách đất gì hết. Mình quất năm mà không biết bao nhiêu triệu con, bao nhiêu năm 70-80 năm của mình á, tính ra là triệu triệu tỷ con, bao nhiêu triệu sinh mạng đau khổ như mình là trong cái nồi luộc, trong cái chảo chiên, trong cái hầm găng của mình nhai ngổn ngã. Mình quất như vậy thì coi như ốc ác gì nó ruột gan gì nó đưa vô họng mình nhai tém nuốt vô bụng mình phải ra luôn.
mà bây giờ là trận lụt bi ra trôi ông nội mình là dơ 40 cẳng lên trình ương cho bướm nó trời trận bão dùng tàn ác vậy. Không lẽ mấy con tôm cua dưới biển trườm lên mấy cha ác nên đâu có mình nên có người chết mà ác gì quốc tôi dòng họ chết mấy triệu con sạch sẽ gì cái miệng của mấy cha nè nước thấy không? nước lửa Cho nên nào vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đang đây bùng á nổ. tôi thiết nghĩ rằng đối với nhân loại hiện nay đang bị tai nạn khủng khiếp, chẳng qua là con người chúng ta vi phạm với một sát sanh quá mạng này à. Vì vậy mà ở đây quý vị mình thử nghĩ, Đức Thầy nói con người muốn được về cõi trời, muốn về cõi thượng quân, muốn về cái vấn đề làm tiên ở thượng cổ thì quý vị phải trách 10 điều ác của Đức Thầy, mà 10 điều ác trong đó là một sát sanh đứng đầu. Sát sanh đạo tặc là trộm cắp, tà dâm, lưỡng thiệt hay lời ý ngôn chữ mắng, ý ngôn là nói lời là coi như nặng nhẹ, giọng ngữ là dốc láo, tham lam là hơn thua, sân nộ là nóng giận, mê si là ngu tốt. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây tôi quả quyết chí quỳ đây, tôi nói ông dậu phải 6 năm nữa 10 phần 99 nếu trường hợp quý vị mình không muốn chết trong cái trận tận diệt của ngài là thiên đình vũ sổ tới đây thì quý vị ăn chay trường hết, nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà khí động đô binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thế bình, là coi như nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, có nghĩa là trên thế giới này con người không sát sanh, là thiết thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà khí động đô binh là 10 phương không có bây giờ chiến tranh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện là nhà nhà đều ăn chay niệm Phật hết thì lo gì thiên hạ chẳng thấy bình. Cho nên hôm nay nếu loài người chúng ta còn sát giết sinh vật, sát giết loài người thì quý vị đừng có cuộc sống bình yên trên đất này, không bao giờ có đâu quý vị. Cho nên vậy mà hôm nay chủ trương của Phật giáo Hòa Hảo cứu tín đồ để mà tránh cái cơ tận diệt sắp tới bằng cách là dạy tín đồ tránh 10 điều ác và làm 4 điều ân. Vì vậy thì Hòa Hảo bây giờ chẳng những không vi phạm 10 điều ác đó mà còn làm 4 điều ân. Ân trước nước là ân tổ tiên cha mẹ chứ, thì Hòa Hảo cái dùng Hòa Hảo đó quý vị. Bây giờ tôi thiết nghĩ rằng bây giờ hôm đó tới nay tôi nghe trên mạng là coi như thằng cái cơn đực cái cơn dịch đó ở Vĩnh Long, cái thằng nọ nhậu nửa đêm về nó lấy dao nó cắt cổ bà mẹ nó chết trong cái mùa dịch, nó ma có 10 người thôi không ai tới là bị gì cái mùa dịch. Còn cách đây 2 tháng thì cái thằng ở trên thành phố Hồ Chí Minh nó về nó cắt cái đầu mẹ nó bỏ vô thùng rác. Như vậy thì bây giờ ở đây đó thì bà con thấy là cách đây vài ngày ở trên tri tôn của cái thằng ngáo lá Tịnh Biên nó chặt đầu cái ông già kia đó, nói chung 70 mấy tuổi là cũng đứt cái đầu luôn. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ là coi như là cái vấn đề trong 10 điều ác Đức Thầy dạy tín đồ không vi phạm, có nghĩa là chẳng những không làm những tội ác đó mà người Hòa Hảo giờ đang chay trường, ngoài ra còn đền ơn tổ tiên cha mẹ, là bà con thử nghĩ cái vùng nào có Hòa Hảo là coi như người con nuôi cha mẹ rất là chu toàn. Điển hình là ông Bảy A Thúng Mốc là cất cái chùa là 19 tỷ bên Tân Lộc đó, là nuôi cha mẹ một cách chu toàn, anh ra khỏi nhà đi làm ruộng là cha mẹ khóc nói chung như mưa luôn, e ơi e mày đi ra tao vắng mày 1-2 tiếng ngồi tao bích ruột e ơi. Anh Bảy nói con mẹ ơi cha ơi con đi vô trong sao bọng làm 10 mấy công ruộng về để có gạo có cơm nuôi mẹ, cha không cho con đi ra khỏi nhà làm sao con là con ruộng có cơm có gạo cho ba má ăn. Mà bà nói tao thiệt, ngày nào tao đi tới lui mà tao thấy bóng dáng mày trong nhà tao mừng hết lớn luôn. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, anh bé đi làm ruộng vài ngày về mua trái cây bánh trái để bàn thờ vô, má ơi ba ơi con về ba má ơi, tao là 2 ông bà nhảy cái ôm khóc con đi cách xa vài bữa mà cha mẹ nhớ nhung kiểu đó. Mà anh bé đối với bác chú thiên âm bà sáu nó nghe là đứt trừ đoạn ruột luôn quý vị. Cho nên trong xã hội này tôi thấy kể cho quý vị nghe, nãy con nó chặt đầu cha mẹ bay dù dù luôn, còn cái này ở Thúc Ngốc là người con nó nuôi cha mẹ cỡ đó quý vị, mình trong cái con người Hòa Hảo mới có cái đó. Cho nên hôm nay á, chủ trương Đức Thầy muốn lập lại cái cõi thượng quân ở trên cái quả địa cầu này thì phải ra một cái bài toán để tuyển chọn cái người tín đồ đủ chuẩn đi dự hội hôm qua. Cho nên trong cái làng Hòa Hảo bây giờ từ An Giang tới Thốt Nốt, Cần Thơ, Vĩnh Long mà nơi nào có Hòa Hảo thì con người nuôi cha dưỡng mẹ một cách rất chu toàn. Mà Đức Thầy có căn dặn là mẹ cha là kẻ trong ân dưỡng nuôi bao hiu lúc thần yếu già, dường linh đâm quái mới là có chi cung mấy vậy mà dân ngôi. Vậy thì người Hòa Hảo chẳng những không phạm 10 điều ác mà còn hiếu hạnh với mẹ cha, đền ơn đất nước. Như vậy thì Hòa Hảo á,
Hồi đó cái ông cách mạng ở dưới cả Long Mỹ mà đưa lên trên A Thốt Nốt để làm công tác sau ngày tiếp thu đó, mấy ông cộng sản ở dưới cả dưới là Trần Thiện ông mới đưa lên cái vùng Hòa Hảo, chắc nó giết tôi chết, bị cái vùng đó không có ông cản trở nào trơn á, mày coi Hòa Hảo gạt không à, mà đưa mấy ông cán bộ lên đi làm thời gian rồi cái ông đó giàu là báo phát luôn, bị giờ ông Hòa Hảo á là nghĩa vụ là cho con đi, mà thế là coi như không không thiếu cách nào hết, cho nên vậy mà cái vùng nào Hòa Hảo bây giờ nó giàu trước ngay hết, mà cái chỗ đó chính quyền êm hết, bị nói sao dân nghe nấy, đóng thế là nói chung cái vùng cách mạng gặp nhau rồi, thằng này nó nói chung học đóng thế nó cự lộn mấy trên, nó tao cũng cộng sản, tao cũng cộng sản 30 năm nè, mày làm thí dụ hả, tao cũng cộng sản làm thí dụ, tao làm dân cũng cộng sản nè, cự lộn luôn, mà cái vùng nào có Hòa Hảo miễn thế rồi là coi đóng gắt hết, cho nên vậy mà cái vùng nào có Hòa Hảo thì cái vùng đó chính quyền nói chung là mấy ông bây giờ ông nào mới giàu hết, bị nói sao là mấy ông Hòa Hảo nghe vậy à, thì nên ăn đất nước. Còn đối với vấn đề ăn là Tam Bảo là coi như cái ông nào mà Hòa Hảo á là ông biết đạo chút đỉnh rồi đó, cái ông mà đi quay YouTube ông biết nói đạo, ông nói giờ thôi tôi làm YouTube để tôi mượn ông giảng viên lên YouTube tôi đẩy qua bên cộng đồng mạng thế giới coi em ngày mấy tháng mấy trăm ngàn luôn, người ta tu tôi cũng có cái công. Rồi cái ông ở dưới bên ở dưới Cà Mau tôi đi ngày qua nè, ông nói trời ơi tôi bệnh sắp chết rồi, tôi giờ theo Hòa Hảo có 2-3 tháng tôi hết bệnh, bây giờ tôi phải kéo Hòa Hảo về đây giảng cho cái vùng đó là lỡ gồ qua đầm dơi này nghe tu, chứ thiệt ra nếu tôi không có Hòa Hảo tôi ăn chay đó, tôi làm vuông tôm mấy năm mấy con tôm cua nó hiện hồn ra nó bắt tôi đó, em đau nó là đứt từ đoạn ruột luôn, thở ành ạch nó là chết chua chôn luôn, mà nhờ nghe Hòa Hảo bố thí phóng sanh ăn chay tôi quất đầu vài tháng mấy con tôm cua chạy mẹ cho tôi bệnh mạnh khỏe tới giờ, cho nên vậy mà tôi kéo mấy Hòa Hảo xuống đây, vì vậy mà nơi nào có Hòa Hảo mà thuyết trình, nơi nào có Hòa Hảo giảng đạo thì nơi đó có con người nghe đạo rũ bỏ, cũng như điển hình cái chú Đạt này kể lại cô vợ kể ông già tôi mười mấy năm gì trước gửi ông già đi theo là mấy ông đi lên núi đặng tu hành, không biết cái đoạn cái lần đó tôi nói hay bị thiện nói ông uống rượu lên nữa, con dâu kể nó tờ rơi rửa dáng ghét mà luôn, cái tay tôi thúi móng mẹ nó trên tối ngày cứ làm tiệc tối ngày làm tiệc ta la nhậu kiểu đó, rồi hỏi gì với còn gì tiền bạc còn gì là tình nghĩa cha con còn gì cái trí não lo cho sự nghiệp con cháu, mà con dâu nói đi chuyến đó về ta la ta ngăn ông quất chay rồi ông không uống nhỏ rượu rồi quất là cả gia đình ăn chay cả dâu con rể gì ăn chay con ruột ăn chay mười mấy năm nay, cho nên gia đình hạnh phúc cả dễ sợ luôn, cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ nơi nào có Hòa Hảo là nơi đó nói chung là người ta muốn cho cái tiếng giảng truyền là cái đạo Hòa Hảo rang rộng ở trong nông thôn để cho con người nghe để làm theo cho cuộc đời hạnh phúc, đó là nơi Tam Bảo. Còn đối với đồng bào thì tôi nói với mấy người ở đi chùa ở với Bạc Liêu ngày hôm qua ở dưới bữa cơm của ông Trâm, mấy cái số đó cô nào cũng thấy đẹp như tiên vậy, chàng nào chàng nấy như Việt kiều ghé một đám luôn, tôi hỏi đi đâu về, nó đi chùa cúng chùa năm mấy chục triệu đó, tôi nói thờ ơi mấy cha ơi gì vấn đề cúng chùa không biết có phước không chứ còn làm từ thiện có phước, nói làm sao có phước, bây giờ mới ra mà cái vấn đề coi trong nông thôn mình nhà nào mà sắp sập đó cắt nhà cho người ta rồi mấy ông phước vô cùng luôn, gia đình ta vô cái nhà lành người ta hạnh phúc lắm, còn nếu cái người nào bệnh sắp chết không tiền đi nhà thương mấy ông cho tiền coi ta mừng hết lớn, ta mạnh tay dịch mừng hết lớn luôn, còn bây giờ cái người nào mà cái vấn đề là bệnh mà không có thuốc uống đó mấy ông hùng tợn mua thuốc cho ta uống mạnh là ta mừng lớn lắm, cho nên Đức Thầy mới có câu là khùng cả tiên kiều dân ơi hỡi hay giúp cho kẻ đôi mới nhầm đến loạn ly khỏi hạnh khỏi khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật ở bờ, tôi mới nói mấy người đó đó nói năm cúng chùa mấy cúng dường mấy ông thầy chùa bao nhiêu nói có mấy chục triệu à, tôi hỏi giờ mấy cô mà cúng nhầm ông thầy chùa mà ông tu ngon đấy ha, ông niệm Phật ông thanh tịnh cõi lòng rồi ông chán đời rồi ông nghiên cứu Phật pháp mà ông giảng cho Phật tử tới nghe mà quay đầu tu tỉnh ha, ông này sớm về cực lạc với mau thành Bồ Tát đó thì cứu mấy anh chị em, còn nếu ông sư này ăn no ngủ kỹ ta cúng dường nhiều rồi đúc cái chùa cho lớn rồi ông sắm xe du lịch nặng tiền rồi xài á là cái điện thoại iPhone rồi tối ngủ vùng lạnh đôi khi gái gú nữa nha, ông này xuống bự tính chín tầng địa ngục nằm dưới á, còn mấy cha cúng dường mấy ổng đó mấy ông mấy bà có cái gì, cho nên ngày xưa đệ tử Phật Thích Ca đó người ta lìa gia đình vô theo Phật, người nào đắc đạo người nấy, cho nên cúng dường là người nào có phước liền, còn quý vị bây giờ cúng dường mấy tăng ni mà tu cũng ngon không đắc đạo rồi đó quý vị cũng giống như chầu hồi chết vậy á,
bị cái đó có đó đắc đạo đâu mà cứu các ngươi, cho nên vậy mà bây giờ mới cất nhà dân nghèo là thấy cái phước liền, cho nên vậy mà cho bệnh thuốc mang cho người bệnh là có phước liền, quý vị bắt cây cầu là có phước liền, cho nên hòa hảo đền ơn đồng bào. Cho nên cái vùng nào tỉnh An Giang, cái tỉnh Cần Thơ, cái huyện Thốt Nốt là lây qua cái vấn đề Vĩnh Long với Đồng Tháp, bây giờ An Giang đứng đầu là cái tỉnh của Đức Thầy ra đời, cho nên xe chuyển bệnh trên dưới gần 200 chiếc. Rồi Hòa Hảo ở An Giang là cái bệnh viện huyện nào cũng có bếp cơm từ thiện của Hòa Hảo hết, bệnh viện tỉnh có hết, rồi cái nơi nào cũng có cái đội cất nhà. Ông Tấm Loãng ở bên dân Mỹ một năm cất nhà dân nghèo là 1.000 cái, như vậy thì Hòa Hảo bây giờ đó cất nhà cho dân nghèo một năm bằng mấy chục ngàn cái ở khắp miền Tây đất Việt. Rồi bây giờ Hòa Hảo đó là phân tổ ra nấu cơm bệnh viện Bình Dương, bệnh viện Vũng Tàu, bệnh viện Bà Rịa mà thiếu người nấu cơm điện vô dùng Thốt Nốt An Giang, thì cái người Hòa Hảo nó chia tổ nhau 7 người ra ngoài đúng 7 ngày về, cho nên vậy Hòa Hảo làm chuyện đó. Quý vị mình có ai làm chuyện đó không? Rồi bây giờ Hòa Hảo đó, ông Tương Quang đó, ổng là coi như đẹp trai, coi như độc thân ở năm nay 40 năm, sáng ngồi như trời trồng, chiều ngồi như trời trồng, ngày coi như cả ngàn bệnh nhân, mà 20 năm nay ai tới đó ăn cơm ngày hai bữa, có tối tối ở lại có chỗ ngủ, thầy thuốc hốt người mấy chục vang không lấy cách nào hết, cả ngàn cả triệu người ung thư gan và ung thư quan hết bệnh. Như vậy thì quý vị mình trên thế giới này kiếm cái người như tư quan có không quý vị? Còn cộng với ông Sóc Bum ở bên là coi như Lao Dung, ông vốt trăng hà mà ông có nhờ cái đầu tóc cái thiệt hà, bây giờ ông làm ra mấy công tác là xin tiền là Việt Kiều ở trong nước ngoài nước, mạnh thường quân lập cái nghĩa trang là hai công tác bây giờ chôn đầy rồi, mà bây giờ ông đang mua thêm công tác nữa bị sắp chôn đầy đây, rồi hôm mai không có là ông lãnh luôn, có nghĩa là tới đó rồi ông đưa áo quan vô rồi ông thảy xuống Kim Tỉnh rồi ông làm bộ bia rồi ông cầu nguyện luôn. Cho nên vậy trên thế giới này quý vị thấy có ai làm chuyện đó không quý vị? Cho nên từ chỗ đó mà ở đây Đức Thầy cho biết á, giống hiền xưa bây giờ mới tỉa dốc cờ ngày, bông trổ thơm thơ tuy ngày nay chưa được ấm no, sao giữa được nơi non nhược thì. Đức Thầy ra đời năm 59 mở ra cái mối đạo Hòa Hảo, cho nên mấy năm đó chưa có người sống dây những bệnh đâu, năm đó chưa có người nấu cơm bếp cơm từ thiện đâu, mấy năm đó chưa ai cắt nhà đâu, năm đó có chưa có ai vấn đề làm thầy thuốc nam đâu, năm đó chưa có ai đi cứu trợ đâu, năm đó chưa có ai diễn là đóng trại hàng đâu. Nhưng mà nó mấy chục năm sau khi Đức Thầy mở đạo, tín đồ thấm được nhắm thấm được cái lời của Đức Thầy căn dặn là việc nhà quy bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, hoặc là chỗ khác Đức Thầy nói đó, gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm, hoặc là ta giàu có cách thôn hương, dặn dân cư chữ hiền lương mà làm. Cho nên vậy mà Đức Thầy gáo quyết kêu tín đồ làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Do những cái lời dạy của Đức Thầy mà rèn luyện tín đồ Hòa Hảo bây giờ. Quý vị mình nghe trên thế giới rằng bây giờ người ta ca tụng không ai tốt bằng người Hòa Hảo. Cho nên vậy lễ 12/8 của Phật Thầy sắp tới đây. Bữa nay là ngày mùng mấy rồi, chỉ 4-5 ngày nữa tới lễ Phật Thầy. Cho nên trên đó bây giờ trại cơm người ta đang dựng lên, trại cơm 1, trại cơm 2, trại cơm 3, là 30.000 người về đây dự lễ đều có bữa cơm ăn hết. Đi hơi vô dự lễ nghe lăng múa rồi lại kia lại Phật, rồi lại kia ra lò gàn, rồi cái vấn đề lại kia thấy bông sen, lại kia thấy củ trùng đài, đi vòng vo tâm quất hơi cái quất vô chậm cơm số 1, số 2 bắt đầu ra tàu hủ tương trao rau luộc bi hầm dừa quất đầy bụng, cái bắt đầu đi ra ngoài đường nào sữa đậu nành, rồi vấn đề cháo đêm là nước cam, rồi cái vấn đề là đủ thứ hết, ta kêu mời mà ta năn nỉ mình luôn. Thì vậy thì bà con thử nghĩ coi ở trên thế giới có cái lễ nào tốt bằng cái lễ Hòa Hảo gì? Cơm rồi coi như ba chạy 30-40 ngàn người về, coi như muốn ăn giờ nào ăn, mà cà phê nước đá đường sữa canh chanh cam gì muốn uống giờ nào uống, cho nên ban đêm quý vị muốn ngủ chỗ nào ngủ. Cho nên vậy Hòa Hảo vì ân đồng bào cho nên Hòa Hảo làm quá tốt, kính thưa quý vị.